Xin chào các bạn, trên tay mình bây giờ đang là chiếc máy nghe nhạc AK320. Đây là mẫu máy nghe nhạc mới nhất của Astell & Kern hiện tại. Hiện sản phẩm đang bán với mức giá là 45.550.000 đồng tại Xuân Vũ Audio. Thì mức giá này sẽ thấp hơn AK3240 cũng như là AK380. Hôm nay mình sẽ mở hộp và đánh giá nhanh về chiếc máy nghe nhạc này. Đây, chúng ta có một chiếc hộp giấy cũng giống như là những chiếc máy nghe nhạc khác của Astell & Kern. Thì cái hộp này nó nhỏ hơn so với cả hộp của AK380 một chút. Đây, chúng ta có mặt sau tên của sản phẩm AK320, tên hãng, Arriver. Các thông tin về sản phẩm bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Mặt trước có logo hãng. Đây là thay vì cái chữ Native DSD thì sẽ có cái chữ Duo DAC. Ta có AK320 128GB màu Gunmetal. Mình sẽ mở hộp sản phẩm. Đây, như vậy là chúng ta có chiếc AK320 ở đây. Mình tạo đặt cái máy sang bên này. Theo truyền thống thì ở dưới này có thêm một cái hộp giấy nhỏ nữa. Nó có một sợi cáp micro SD. Thì cái sợi cáp này sẽ dùng để kết nối máy tính và kết nối nguồn sạc dành cho chiếc AK320. Các bạn nên sử dụng những nguồn sạc mà nguồn sạc nó có nguồn thấp, như là nguồn sạc cho iPhone, tránh những nguồn sạc như sạc nhanh của những chiếc máy như là Galaxy S6 chẳng hạn. Đây rồi, chúng ta có một quyển hướng dẫn sử dụng nhanh. Đây một cái thẻ nhớ giả có in logo của Astell & Kern. Có một tờ về bảo hành của hãng. Rất là nhiều thứ tiếng. Phía dưới này chúng ta lại có một cái túi đựng nhỏ nữa, bên trong cái đựng cái bao da của sản phẩm. Đây, chúng ta có một chiếc bao da như thế này. Các bạn có thể thấy là nó mỗi chiếc bao da dành cho những máy nghe nhạc khác nhau của Astell & Kern thì sẽ có cái màu sắc khác nhau. Đây, nó cũng khá là tương đồng với cả bao da trên AK380. Tiếp theo chúng ta có những cái bình dán mặt lưng và bình dán màn hình, có tổng cộng là 2 cặp. Đây, quay trở lại với chiếc máy của chúng ta ở đây. Mặt lưng này chúng ta có thể thấy là nó không có vân carbon giống như AK240 cũng như là AK380. Thì nó sẽ có những cái đường hoa văn này giống với cả AK0. Phía trên chúng ta vẫn có một cái con ốc. Này thì con dưới con ốc này sẽ là con ốc để gắn cái thân máy. Đây, chúng ta có thể thấy so với cả AK380 thì cái phím cái nút xoay tăng giảm lượng nó được làm bẹt xuống theo chiều ngang. Đây, thay vì xoay như thế này giống AK240 380 thì nó chuyển sang giống với cả AK0. Nhưng mà tổng quan thì chúng ta có thể thấy là màu sắc thì mình thực sự là mình thấy thích màu của AK320 hơn, màu rất là đẹp. Nó có một màn hình kích thước là tương tự. Màn hình lớn hơn AK240 và tương tự với cả AK380. Phía dưới chúng ta vẫn có những cái cổng balance, là cái này các bạn sẽ sử dụng khi dùng với cả arm. Đây, có chân sạc micro USB. Cái chân sạc này thì cũng có thể dùng cái nồi máy tính để làm đác cho máy tính hay là dùng để cóp nhạc. Mặt bên cạnh bên trái chúng ta vẫn có 3 cái phím điều khiển nhạc,
từ trước giờ mình dùng các sản phẩm của Accenture thì thường không thích mấy phím này lắm, thì khi các bạn dùng bao da thì nó bấm nó khá là khó trúng, bấm thường hay bị bấm nhầm. Mặt trên chúng ta vẫn có một cổng xuất balance và một cổng headphone unbalance vẫn ngồi bên cạnh. Thiết kế thì của hai sản phẩm này trong năm nay thì nó có ngôn ngữ khá là giống nhau. Theo mình thì mình sẽ thích chiếc AK320 hơn, màu sắc rất là đẹp, thiết kế cũng gọn gàng hơn. Với chiếc AK320 thì các bạn có thể sử dụng chung được những cái phụ kiện mà sản xuất dành cho AK380 như là cái arm của Accenture, hay là cái CD Ripper, hay là cái dock mà có thể khả năng xuất balance. Những cái sản phẩm này thì đều có bán tại Xuân Vũ, có thể lên trang web để tham khảo. Đây chúng ta có một cái giao diện là nó là hoàn toàn tương đương nhau. Với AK320 thì chúng ta sẽ có mức dung lượng là 128GB thay vì mức dung lượng là 256GB trên AK380 và AK240. Kể từ AK380 thì Accenture đã đổi đối tác cung cấp chip DAC sang hãng AGM đến từ Nhật Bản. AK320 và AK380 được sử dụng chung một cấu hình là hai con chip DAC AGM AK4490 trong bộ giải mã. Với AK320 sẽ cho khả năng xử lý tối đa nhạc 24bit 192. Còn với những nhạc mà có chất lượng cao hơn như là DSD hay là 32bit thì sẽ được CPU xử lý xuống còn thành PCM hay là 24bit trước khi đưa vào con chip DAC để giải mã. Khi các bạn sử dụng AK320 làm DAC cho máy tính thì cũng chỉ nhận tối đa là 24bit và 96kHz thay vì là 32bit và 384kHz như AK380. Nhiều người thì cho rằng AK320 là một phiên bản hoàn toàn rút gọn của AK380, giữ nguyên chất âm mà chỉ cắt gọt đi những cái tính năng như là xử lý nhạc 32bit, DSD hay là vật liệu cao cấp. Nhưng mà trên thực tế thì AK320 có chất âm tốt hơn so với AK240 nhưng vẫn chưa bằng được AK380. Với mức giá của AK320 hiện tại nó không quá cao như cả AK380, mình tin chắc rằng sản phẩm này sẽ là sản phẩm bán chạy nhất của Accenture. Như vậy là bài mở hộp và đánh giá nhanh của Xuân Vũ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. What do you jump?